làm ở đây, các anh làm bao ngày nay ở đây rồi, dân người ta không ấy rồi. Bây giờ các anh lại dặn dân các anh phải làm đàng hoàng, tối các anh đập con người ta vỡ cả đầu ra này. Tôi nói các anh đấy. Con máu con em chảy vào trán nó ra đấy. Thế là rồi giao thông của anh đập đấy. Đây này. Đấy. Anh nhìn này, cái máu con em đấy. Đây này. Đây, quân của anh đập đấy. Con em đâu còn mà bỏ chán quán em này. Không, em vẫn chỉ đấy. Rồi đúng rồi ạ. Đây là mẫu của con em đấy. Cứ lập biên bản hiện trường đi, rồi đưa đi đâu thì đi. Quay lại đây đi xong rồi một người đưa đi. Đập chỉ mấy đằng kia đập rồi. Bốn đằng kia, hai đằng kia. Chỉ mấy đằng cơ động là thôi, còn mấy cái ông ấy này thì ông chỉ ngồi đây ông ấy thôi. Toàn chơi kiểu gọi là cứ nấp ở trong cái đoạn cua, bắt đầu là thấy người ta là bắt đầu chặn đường và đập. Không bao giờ có cái chuyện làm gì. Không bao giờ có chuyện đấy. Mẹ đây còn nhẹ đập mà yếu xảy ra đâu chúng mày chứ. Ở đây không đi đâu, mày ở đây đi để cho mẹ nó đi đi. Nó bế là sau thì người ta đưa đi xuống rồi. Mày đâu đúng rồi. Chúng mày làm sao mà nấp thế dân lên chém mẹ ở trên. Mẹ làm giờ anh lập chốt, lập người ta phải lập ở đoạn đường thẳng, đường cong hai đầu như thế này, bắt đầu các anh đứng ở giữa. Trong cái đó là lập tối này, không có đèn cảnh báo gì cả. Người dân nó đi bắt đầu lao ra là đập cả con người ta vỡ đầu này. Nó chỉ có mấy cái thằng cơ động nó đứng đầu đứng đuôi nó lao ra nó vụt. Đầu hai thằng đi hai thằng. Mai đủ tin chứng vỡ đầu rồi chứ. Cái này phải đi kiểm tra đấy. Bây giờ cứ lập biên bản đi đã. Đây này, đập đây này, đập con nhà người ta đây này, máu chảy như thế này bao giờ ông này? Đập thằng bé đây này. Lúm chán mà, lúm chán. Công an huyện, cảnh sát giao thông huyện Thanh Sơn đấy. Đây cả nhà nhá. Đây này, đập chuột cả đây, đập vỡ cả gương cái máy cơ mà. Vụt vỡ cả gương cái máy cơ mà. Làm này không được đâu. Luật pháp quy định là phải chặn cửa đấy sao? Cái chuyện mẹ nằm trong bới tre, nấp trong bới tre, lao ra được. Nhưng mà bà con giờ tăng kia đi diễn nào bây giờ? Đấy. Để đến khu này đừng cho đi đâu, cho có là. Công an, nhân dân, bây giờ vợ em mới bế con đi viện à? Hay làm nào? Anh bây giờ em đang bảo một người đi viện thôi. Không phải anh dừ dừ tất cả này. Người đi viện. Đúng người ở đây là cái người. Không phải. Không phải. Không phải. Cái thằng cơ động kia lên. Nó bị vụt rồi. Công an thì nhân dân rồi. Tay đấy, tay người. Tại sao mà bảo là không biết được. Bây giờ đương nhiên, thì đương nhiên đây là cái đưa đến đây chúng tôi cũng biết. Đây, thằng cũng nói đến đấy, chúng tôi chỉ ghi nhận như thế là khu này. Ba phút đầu cũng như thế này. Anh ơi, con này bé này bị vụt xung quanh. Chỉ mấy đằng này đâu, mày sai đâu, con bé đâu, con bé cái đâu. Anh đừng có lôi vào. Bây giờ đối tượng anh có công nhận là bọn anh không? Còn anh đừng có lôi người, anh đập bây giờ người. Tôi bảo là ngồi ở đây, được chưa? Tôi chỉ đại diện làm việc ạ. Công theo kiểu quân của ông làm việc, bây giờ nó đập thế, bây giờ công đủ nó vào đây để cái đấy à? Sao nó không biết được?
Mày bỏ cái mắt mày ra, mày không chê. Phải mày không, được mày không? Em của các đồng chí bị như thế này, con em của các đồng chí. Có chịu không ạ? Đây là này nhá, thằng này đập nhá. Con em của các đồng chí mà bị một cái tác động vật lý như này thì các đồng chí thấy như nào? Đây, hai thằng này. Công an nhân dân này à? Với tay rồi. Các đồng chí là công an nhân dân à? Hả? Đây, mấy thằng này. Các ông đồng chí là công an nhân dân. Tôi là người dân, tôi cũng xin tôi bảo mấy thằng này. Đồng chí thấy em mình là bị như thế này. Hay là vợ mình mà bị như này các đồng chí. Con của mình. Các đồng chí có gia đình chứ đúng không? Gia đình như thế nào rồi? Bây giờ tôi vẫn đang rồi. Đưa cái mượn đèn led này. Bây giờ tôi ra muốn... À đây chìa khóa đấy. Những xe cháu đây đúng không? Đi về hôm nay ỉa vứt vào đấy ngồi. Ngồi đi mẹ. Đây này cả nhà nhá. Con này người ta nhỏ này mà chặn người ta lại xong rồi đập gậy vào đầu con người ta này đây này. Phải có người đi cùng. Phải có người đi cùng. Còn em thế nào? Em vợ em đi rồi. Bây giờ nó đi với ai? Đại đưa đi. Tạm thời giờ mình cứ giải quyết cho người ta. Cho khu đi viện đã có người nhà ở đây làm giải quyết. Phải không? Đi làm đường mà. Mày không biết ai đi rồi chứ mà. Đội cảnh sát giao thông đấy rồi có người đi không? Có em chưa đúng không? Phải có người đi. Anh ơi. Đéo cần phải. Bây giờ đi. Chỉ đéo người xem người. Anh cho người đại diện. Tôi đi đấy, ông còn đứng đấy. Bây giờ nhá. Quỳnh ơi. Rồi, vậy lại, bây giờ người ta khác có người đại diện đưa đi. Cho người nhà đi cùng thoải mái mà, chứ không phải là bọn em là phải cấm đoán. Gọi đi, em gọi vợ lại đi. Nói các ông làm ăn như thế này là không được rồi. Ông làm xem là không. Xe máy cho bọn nó đi ạ. Thôi đây tôi để
đừng cho xe lên người dân đừng cho mẹ người không lo lo xe đi. Đi ra đây em, bình tĩnh. Đi mẹ nó cười áo mũi, đóng luôn mồm mẹ luôn đấy. Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh mình đang đúng chuẩn sai. Vâng, em biết đồng tình nghiệp. Bình tĩnh đi. Đánh đứa nào chúng mày? Đập người, đập người, đang tai nạn rồi. Công an đập người. Đi ấy rồi, đưa cấp cứu rồi. Cho đi về gì? Thật ra là nó vụt ra ở đây, nó không ấy, nó xuống kia nó thấy chảy máu ở đầu, nó mới vào nhà dân mà nó mới kêu. Chúng tôi mới đưa lên đây. Còn các anh làm, tôi nói các anh cái dừng chốt ban đêm mà đầu kia cua, đầu này cua. Ban ngày đã không ấy được quan sát được rồi, mà bây giờ dừng chốt ban đêm mà không có đèn báo cái gì cả. Trong đó lại cho người nấp hai đầu để ra để chặn để vụt người ta như thế. Các anh, tôi nói là các anh cũng là người có con có cháu chứ không phải là không. Tôi nói các anh đấy. Đấy là rõ ràng rồi. Bây giờ đi xuống đến dân kia, bắt đầu là nó thấy con nó chảy nhiều máu, bắt đầu nó mới vào dân để nó kêu. Anh làm đội trưởng mà anh... Anh đội trưởng mà đi làm mà các anh để quân các anh làm như thế này thì nghe nào được. Anh ơi, cần một sự giải thích rõ ràng. Bây giờ như này nhá, anh em nhá, dân mình phải làm thế nào cho đúng nhá. Đúng rồi. Không phải việc của mình, đừng nói quá. Làm gì cho đúng nào. Anh như mình khách quan thôi, người không phải là người trong cuộc. Người đánh người. Tổng góp đấy. Cô trưởng Hồ. Anh ơi. Ai làm việc nhà được. Là người nhà đang đi đi rồi. Con đâu đi điện là bây giờ công. Cứ đi. Đúng rồi. Không được đi. Không đi. Không được đi. Đi thế nào được? Đi thế nào được? Làm gì chuyện đi? Làm sao mà đi được? Ông chia sẻ quay video đi đi. Gọi công an sao vào lên cái bàn. Không đi, không phải về về về. Đây đây, Linh bỏ chạy. Đi thế nào được? Anh đưa bác bảo có lệnh báo hiệu đầy đủ. Cứ đang trong bóng tối thì anh đọc thế ạ. Đánh người đó. Tôi đánh nhau luôn. Sau ngày hôm nay khi ra giao thông bảo cư dân mạng. Tôi dân mình tham chứa bảo công an là để đánh người phải không? Thế cần có lỗi thôi. Viên BTV đang đồng nhập. Đang thanh xô mà. Đang bị bắt mất cái xe bây giờ để lay chim thì... Làm gì à? Chúng thấy là đúng nó và... Đi bà còn kèm bắn ngủ nó đi lắm. Tóm lại là bây giờ các anh đập con nhà người ta ở đây, giờ các anh phải giải quyết tại chỗ ở đây. Còn con người ta đi viện thì đi rồi. Con nhà là nào Hoàng Xá? Chia sẻ mọi người đến nhau đi viện nào. Em không biết mà đi bệnh viện rồi. Bây giờ đây nhá, bây giờ ông này kệ Toàn đây, Thuận Thuận này, xe này người ta đi xuống con viện ở dưới viện, đưa xuống dưới viện, còn đâu người ta vẫn ở đây, cái xe này người ta đại diện đi, người ta đại diện xuống xem con, người ta cứ để cho người ta đi đi. Con ở đây thì mẹ có loại 144 này đi. Em ơi, ra ra để cho người ta đi, người ta đi xuống viện để xem đứa cháu ở dưới bị đánh ở dưới kia, cho cái để người ta đi đi. Con mẹ đúng mày nữa.
Em phải đứng gọn mặt để người ta đi xuống dưới. Kệ. Còn người vẫn ở đây. Đây này. Đây này, lưng nó còn đầy máu con nó chảy ra đây này. Nó đi về dưới kia nó chảy máu ra nhiều ở đây này. Cái kìa, cái cánh cơ động kìa, trước sau chặn kìa. Mày có bọn mày cứ cởi áo ra như tao này, mày không ăn được tao đâu, tao nói thẳng với mày đi. Còn mẹ của mày nữa. Chính xác. Làm này nó gây bức xúc cho người dân quá. Tướng chửi kệ, ông cứ nói bình tĩnh nha. Thôi. Tao nói thật luôn, mày tin là tao đấm luôn đó, mày cởi quần áo đi. Thôi, thế thôi, nói thế thôi. Đừng bức xúc quá. Biết là bức xúc đấy nhưng mà thôi cứ bình tĩnh. Em vẫn đang xin lỗi. Lúc 200 người mà. Không phải chú này. Chú này mà. Ông đánh người con táo nó tôi mà ông hỏi người nhà tôi chưa? Bùi Quốc Hoàng 184. Bùi Quốc Hoàng nhá. Đây là tổ trưởng của cảnh sát giao thông huyện Thanh Sơn nhá. Công an huyện Thanh Sơn. Đội trưởng công an huyện Thanh Sơn, cảnh sát giao thông. Tổ trưởng à? Rồi ok, tổ trưởng nhá. Đây này là khắc kéo lên là mầm bây giờ là dân mình đừng đúng không dân mình đừng đúng không dân mình đừng đúng bởi vì xử lý nó không đúng cái mục không đích đúng luật đê mô các thứ chào 1000 anh chị em đang xem nhá. Đó, cháu đi viện rồi. Bốn giờ lại á.
bố cháu đúng không? Vâng. Phải biết tên tuổi bảng hiệu chứ. Bây giờ có tên tuổi bảng hiệu đâu? Đang làm. Tôi là Hoàng, là tổ trưởng của cả đấy. Anh tên là Kiên. Bà mắt. Anh Kiên một chỗ đồng chí Hoàng nhá. Vâng. Mời các anh mọi người cứ bình tĩnh nhá. Mời các anh về quân xã. Không. Không. Lọt trực tiếp. Trực tiếp vào đây. Không. Thuận ơi, Thuận. Thuận ơi. Thuận, cứ bình tĩnh đi để xem người ta làm việc cái gì. Lập ở đây có dân chứng kiến. Không anh ơi, bây giờ nhá, bây giờ lập biên bản hiện trường đi đã. Các anh có người thì giao cho ra dẹp đường đi. Lập biên bản hiện trường đi đã. Không, không nào được, phải lập, đánh con người ta đây, phải lập hiện trường ở đây. Ở đây luôn. Anh có cho người ra dẹp đường ở hai đầu kia là ok. Người của các anh có cơ mà. Bây giờ đem về xã là coi như xong luôn. Sao nào được? Xảy ra ở đây thì phải lập biên bản ở đây, lập biên bản hiện trường ở đây. Đây nhá, đây đây cho mọi người xem này. Lập chốt ở chỗ này rất là tối nhá. Mà lại đường cua. Cảnh báo. Không có cảnh báo gì hết. Sau đó là bây giờ không có đèn liếc gì hết. Bây giờ này, còn đánh con người ta vỡ cả đầu ra cơ. Không phải một người đâu, hai đứa đều bị đánh. Còn cả một đứa con gái nữa cơ. Cứ xảy ra ở đâu lập biên bản cho đấy. Gọi thằng cơ động đánh người ta đập người ta ra. Bây giờ anh em mình không nói đập, chỉ đi qua đây bị đập thôi. Trong cái đội của ông đấy là bây giờ đi qua đây bị đập nhưng mà chưa biết ông nào đập. À, bây giờ cứ gọi, thế là đội này gọi cái thằng là đập ra, ta được ký biên bản đó, rồi cho về. Em ơi. Anh ơi, anh tôi đặt cái vị bằng không, ông ngồi đâu. Con của mình ấy. Em cứ bình tĩnh nhá, xong hỏi tí nữa đội của ông ra đây. Những mấy cái thằng cơ động kia nào đập, lôi ra ký vào biên bản đi. Cứ lập biên bản đi. Không lên biên bản không đi được đâu. Anh bố kia là thế mà. Anh ơi. Thế thôi. Tao nói cho luôn là mày phải con tao hôm nay không mày chết rồi. Thế này mà có trẻ con người lớn thì không nói như nói trẻ con thôi đấy cũng được. Bây giờ lập biên bản đây, xong rồi xem là đứa nào chặn đập ra ký vào đấy. Mày xẻ đầu rồi. Mày đi về đéo con cởi tao quánh chết luôn. Mẹ công an vướng bẩn, công an này, công an này, mẹ công an bù lão ấy. Lập biên bản lại đây xong gọi thằng nào đập lôi ra ký vào. Tôi chặn ở đây. Hả? Đi kiếm tiền đây. Có anh này đúng không? Anh này là mé mà tiền là bố. Thế nhưng mà bây giờ dân nó cũng xúc thế. Ông phải biết là với ông là công an ông phải. Đây là cháu nó về chạy về dưới kia chảy máu quá rồi, chúng tôi là có người là người dân chúng tôi cũng cần đưa lên. Đây vào. Tôi anh ạ. Ông làm việc đi. Các bạn làm việc đi, người dân đứng đây chứng kiến thôi. Người dân đi ra chứng kiến thôi. Không. Em bây giờ em cứ làm việc đi. Em cứ làm việc đi. Anh ơi, các anh đứng gọi cái này đi. Còn chúng tôi chỉ là người thấy con người ta chảy máu, tôi đưa lên đây thôi. Anh ơi, cứ phải đặt luôn đấy. Anh ơi, không được cởi trần này. Đi bộ ra 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 đường. Anh chỉ lên đây để giải quyết sự việc. Bây giờ mời đồng chí lên. Anh làm việc như thế nào bây giờ? Bây giờ em muốn gặp anh mà. Về nội dung là con của cái ông Hoàng này, quân của ông Hoàng này đánh vào con của em chảy máu đâu.
đây là cái việc anh đang trình báo là việc của cô đang đưa được thiết bị bay ban đấy. Đúng không? Không phải công an đâu. Các bạn này là áo thịt xanh như vậy. Đó là đội. Thực tế tôi đang làm việc tôi chưa biết việc gì xảy ra. Và đương nhiên cái việc đấy anh phải xác minh, đúng không? Bây giờ đương nhiên anh đang, tôi là tổ trưởng đây, tôi không muốn can thiệp vào nói như vậy, có vấn đề đấy. Đây là một cơ quan công an khác đến để làm việc thì bây giờ như thế nào đấy? Tôi đang anh đang kiện tôi, đúng không? Không, tôi không kiện anh, mà anh ngồi đây mà anh có bảo vệ anh không biết cái gì. Thì đương nhiên tôi vẫn đang không. Anh là tổ trưởng. Bây giờ anh không biết anh phải gọi quân của anh đến. Anh phải gọi quân của anh đến. Có video mà. Có. Tôi nói với anh này, người ta đi xuống ngay dân đây thôi nhá. Trong đó nhà tôi ở đấy. Hai vợ chồng nó bảo tôi đã quay lại video từ đầu luôn nhá, là cháu nó chảy máu nó còn. Quay về đây để xác minh này. Anh ơi này, đấy là về cơ quan cấp khác thì tôi đây là tổ trưởng các anh. Không, tổ trưởng với anh, tổ trưởng với một mình anh nhau. Tổ trưởng anh nghe mấy người. Anh nghe mấy người, bây giờ tại này nó đang hỏi là anh. Em hỏi anh là này, thật ra là này, anh là tổ trưởng. Anh ngồi đây, đúng rồi. Bây giờ là này, bây giờ cái người đứng ở dưới kia, có thể là người ta không đánh. Nhưng bây giờ cho là tổ trưởng là thế. Bây giờ anh nói chắc mình là đúng. Bây giờ là anh phải nói rõ ràng. Đúng không? Anh đây là... Đến đây để làm gì ạ? Còn cái việc thì cơ quan khác đến đây làm việc yêu cầu tôi phải làm. Anh bảo là anh đến yêu cầu tôi phải giải quyết thôi. Thì anh là tổ trưởng, là tổ trưởng, anh là thống người. Anh là tổ trưởng. Thế bây giờ hướng các anh giải quyết thế nào? Bây giờ hướng các anh định giải quyết thế nào? Quy định thì bây giờ bọn anh giải quyết thế nào? Anh hỏi luôn là bây giờ là công an là đi bắt người hay là đi đánh người? Bây giờ nhá, tôi nói với anh này. Bây giờ nhá, người ta đi đường, chúng tôi chỉ là người dân thôi nhá. Nhưng khi người ta chở con, vợ con người ta về kia, người thấy chảy máu nhiều quá, người ta chạy vào, tôi cũng đã quay video. Bây giờ lên đây rồi, hỏi vợ chồng nhà này thì bảo là vừa bị công an ở trên này người ta vụt vào đầu cháu, đúng không ạ? Em cũng nghe như thế. Vâng, thế thì bây giờ như thế này rồi, bây giờ các anh định giải quyết như thế nào? Thì bây giờ nhá, em nói anh, bây giờ các anh gần em đã giới thiệu em là tổ trưởng đúng không? Vâng. Và liên quan đến cái cán bộ của tổ em, đúng không ạ? Đúng ạ. Thì bây giờ, hiện tại nếu mà bây giờ em giải quyết nó sẽ không phải là không khách quan đúng không? Đúng ạ. Rồi anh cứ nói đi. Và bây giờ sẽ, bọn em đã báo cáo cái việc này đến lãnh đạo công huyện. Lãnh đạo đã yêu cầu... Cái việc này anh nhá. Cái việc báo cáo không những các trách nhiệm của tôi phải làm báo cáo. Người ta yêu cầu tôi làm báo cáo nhưng là tôi phải làm báo cáo như thế. Cái này không những anh làm báo cáo mà kể cả người nhà người ta cũng sẽ có đơn nhá anh nhá. Thế còn bây giờ hiện trạng bây giờ đang xảy ra vụ việc như này, bây giờ các anh định giải quyết như thế nào hiện tại bây giờ? Chứ các anh không thể nói là các anh bảo bây giờ phải chờ lãnh đạo của anh được. Bây giờ chúng tôi chỉ biết anh là người đội trưởng ở đây thôi đúng không? Của đội anh làm ở đây. Anh là tổ trưởng của đội anh làm ở đây đúng không? Đấy. Với anh, con người ta như thế anh định giải quyết như thế nào? Thế còn cái vấn đề mà trình báo đến sếp của các anh nói sau. Bây giờ nó xảy ra này, bây giờ anh là tổ trưởng ở đây thì anh phải giải quyết như nào cho người ta chứ. Chứ bây giờ anh bảo chờ chờ ai? Như anh này nó nói là không phải là anh làm ngã đâu. Để tôi giải quyết ạ. Bây giờ các anh cứ lập một cái biên bản hiện trạng ở đây đi. Thế thôi, còn anh là tổ trưởng, quân của anh đánh anh phải gọi tặng đứa ai là người đánh đến đây ký vào cái biên bản đó. Thế thôi. Nhưng bây giờ không phải nói chờ là các anh bắt đầu gọi người nọ người kia để ấy được. Hiện trạng ở đây thôi. Lập biên bản. Anh gọi quân của các anh đến, người nào là người đập ký vào đấy. Thế thôi.
Không cần hỏi chuyên đề. Bây giờ như xảy ra như thế này là không chuyên đề. Bây giờ mình có bao nhiêu người hôm nay không chối ngay. Bây giờ nhá, tôi nói với anh này, bây giờ chúng tôi tất cả đây là người dân, bây giờ hiện tại đang rất bức xúc. Anh cứ lập biên bản với gia đình bố của cháu đi nhá. Sau đó anh gọi quân của anh đến. Bây giờ anh lập hay là ai lập cái đấy là chúng tôi không biết. Nhưng bây giờ các anh phải có trách nhiệm ở cái việc này. Em ở đây là gần như anh em hiểu hôm nay gần như là anh đang cho là tôi là người vi phạm, mà tôi là người vi phạm mà tôi tự biết không cho ai đúng không? Đây là bản thân cái việc này khách quan. Tôi nói với anh này nhá. Tôi nói anh này, người dân chúng tôi không phải là cho các anh là người vi phạm được nhá. Chúng tôi không cho được, mà chúng tôi thấy thế chúng tôi lên đây chúng tôi kiến nghị về cái việc của các anh đã làm. Vâng, chứ chúng tôi không cho các anh là người vi phạm được. Bây giờ các anh đấy này, đây này. Mọi người thấy này, tối om luôn. Đấy. Em gọi người đánh đến. Kể lại xem. Bây giờ bao giờ giải quyết anh? Bao giờ giải quyết ạ? Cái này bọn em luôn luôn là phải cơ quan của cái địa phương này. Cơ quan này. Công an thì làm việc ở đây đã đúng chưa? Đã hỏi bây giờ đi làm đây đúng ra chưa? Không, thì họ thấy công việc làm việc khác. Tổ đội này ban rằng tên gì thằng nào đó. Bây giờ thằng nào đó phải đi vệ đăng ký này. Ai ra còn đi vệ phải gọi. Bây giờ bèo chẳng vừa chết chẳng thôi. Người ta vẫn giải quyết bao nhiêu vụ vi phạm, người ta vẫn giải quyết được biên bản chưa? Mọi người chia sẻ của em nhé. Biên bản đây này. Sao lại không biết? Ủa đâu? Đúng rồi. Anh chảy máu là về đi. 1.400 là. Mọi người chia sẻ cho anh về đi. 1.400. Bây giờ nhá, cứ lập biên bản ở đây em hiểu không? Lập biên bản. Còn ai lập biên bản là cái đấy việc của người ta. Lập biên bản ở đây gọi người. Quân của các ông đến, ông nào là đánh ký vào đấy. Lập biên bản hiện trạng luôn, không có rời đi đâu hết. Em ơi, em cứ để cho người ta làm đấy. Không anh ơi. Anh được biết.
Em ơi, em cứ để người ta làm việc đi. Ai à? Mặt tối nó nhìn cái gì? Người nào đánh người lên chứ? Đánh người ta chảy máu đầu ấy. Biên bản sự việc. Rồi, các bác mình đúng rồi, là biên bản công việc. Các bác mình chứ. Muốn làm biên bản gì? Anh cứ làm đi. Vâng. Để người ta làm. Đánh người ta chảy máu đầu. Đúng rồi, thằng Vụt đến đây nào thật. Ông ngoài bao mày coi đây, mày bắt người ta như thế. Nó gồm mấy tổ công tác nhá. Bây giờ em gọi cái người nào mà Vụt nhá, gọi lên đây để lập biên bản, đối chứng ở đây luôn. Bây giờ mới có ghế ngồi thì ông nào nhỉ? Đúng rồi, không thì lấy ghế người ta ngồi kiểu gì, ngồi đất à? Phải đủ. Được, cứ để đi. Quay rõ luôn. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người có biện pháp gì tư vấn để cho gia đình làm việc đấy? Có một người. Con này con nhà ai đây? Con nhà ai đây? Đây, xương cả tay, xương cả cổ tay luôn cả. Nên bé này bị đập à? Xương cả tay quý ạ. Xương cả tay luôn. Anh tí nữa anh đọc cái biên bản xem là có chuyên đề không? Hỏi chuyên đề nó rơi ra xem chuyên đề ngày có ngày nó làm trên khu vực này không? Nếu đây con bé này phải đầu hỏi. Xương cả tay, xương cả cổ tay luôn cả. Ôi, chạy cả máu rồi. Đúng rồi, quay nhỉ. Gây luôn không? Con này lì đấy, lì con còn cười được. Con này còn dài trong, người sang chờ chưa nào, quay cả cây cả tay, sưng cả tay luôn đây nhá, sưng cả tay luôn, cả tay em bé nó bị vụt sưng hết cả tay này, sưng cả tay luôn đó, sưng cả tay luôn. Em thế quả.
Ây, ghi cái gì ấy? Công an Thanh Sơn lọc chốt đồng đội cồn đánh người này. Đánh một đứa bé xương cổ tay, một đứa chảy máu đầu đi viện nhá. Đây này, bố đang cầm máu lau đầu này. Bố đang cầm giấy lau đầu này, toàn máu này. Công an Thanh Sơn anh em nhá. Đây đứa xương cổ tay này, cổ tay nhá, đứa chảy máu đầu anh em ạ. Đây máu đây nhá, máu anh nhá. Bọn này đúng là nói linh tinh, toàn nói linh tinh. Anh hút đéo đâu, tự nhiên cái đường kéo lại đây mọi người nhé, đây là bố của cháu bé này, đây con bị đánh này. Con bị đánh đây này. Lâu bao nhiêu máu đây là còn ấy rồi, nãy em bị cả cái áo rồi. Có nghĩa là họ thổi, họ thổi nhưng mà chắc là bố cháu nó không đứng thì có mấy anh em ở trong bới lao ra là vụt vào đầu cháu bé. Anh ơi, ban nãy anh không có ở cái chỗ đấy thì anh cái gọi cái người đó đến đây, anh gọi quân của anh đến đây, ai là người đập cháu bé đến đây đối chấp để làm? Anh phải gọi cái người đập cháu bé đến đây để đối chấp. Bây giờ anh gọi cái người đến đây đi. Bây giờ người ta làm việc ở đây là người ta làm việc đơn phương, còn bên anh là chưa có đâu. Cái người đánh cháu bé là chưa có ở đây đâu. Anh gọi người đến đây. Nó bảo cái này, bao nhiêu người tổ hôm nay đi làm kiểm tra. Bây giờ, ghi tên hết vào đây. Bây giờ, bao nhiêu người đi làm kiểm tra hôm nay là bao nhiêu, là bao nhiêu cảnh sát giao thông, bao nhiêu cái người mà đi theo là người lãnh đạo. Ghi tên tất vào đây. Ký vào nhá, mẹ làm ăn kiểu một người không được, bắt mấy người bao nhiêu người là phải có nhá, giống như là đấy là nó đến mẹ của nó lên em lúc này cháu bị đập ở đánh ở chỗ nào? Cháu này đánh ở chỗ nào? Đánh ngay đây đúng không? Em yêu cầu người ta gọi cái người đánh lại đây là để đối chất để làm lập biên bản. Ở ngay chỗ em, chỗ anh ơi, à em ơi. Anh nhá, bố anh nhá, xin này.
Đây anh quay hết rồi. Anh em ơi, các tự để cho người ta làm biên bản đã. Anh em chia sẻ đúng em, để cho người ta làm. Đây 130 người. Có xe cảnh sát một đèn cảnh báo cứ lên. Không là anh em đi là ngoài đường không biết đâu. Nhà bố đang bên đây nhá. Không biết đâu, đi được bố. Đánh được. Em mới. Nói to lên mẹ, nói lộ bùa ấy, nói to cái gì không nhau nhau ấy. Hỏi đéo tí tương cần đây. Đi cái gì cả lâu. Tướng từ tháng nhà cần. Sao? Ui thế tai hàn anh ơi. Tai hàn nào bạn ơi. Đây này 100 mấy người xem này. Chị cho đi xem tí. Đây 100 mấy người xem này. Bên đây. Xem quay lại là vụ ấy nhá, vụ đông vụ đông vụ đông mặc áo đen đen vụt vụ bà nhá, đây nhá chúng vào đứng ở bên phía bên trái cho chiều lên sau này bên trái đập để người 4 tuổi chém đầu nhá. Xong rồi em chạy xe vô qua. 5 tuổi. Không quên nói ít thôi, không ai nó bế đi đấy. Ai bế nào được anh? Đi ra cái khu vực cuối cùng. À vâng. À đây em đọc cái luận. Mày cứ dí vào tai cho mày nói ra hết tai. Anh đi rồi. Tuấn vào like đi, đang chia sẻ với anh cái này. Biết rồi, nhưng mà hết pin. Hết pin nhà đang gọi là
Một bé gái thì chuyện, một bé gái thì tay tôi vừa quay đấy là rơi điện thoại mất cái máu áo nhiệm tư anh em ra rồi, anh em rồi, anh em rồi, anh em rồi, còn 30 người đánh đạo, chú nào lãnh đạo thì chú ý là tôi lãnh đạo đội này, bao nhiêu người xong cứ tất ở đây xong bắt đầu là làm thành hai bản cho tôi giữ bản Em đi đến công an có thổi em không? Em phải, người ta hỏi em phải nói rõ tình trạng nhá. Nếu em đi đến đoạn này khác mà công an thổi em là nó khác nhau hoàn toàn đấy. Em nói rõ luôn vào. Ừ. Có nghĩa là công an người ta thổi em nên em không đứng là người ta vụt đúng không? Rồi. Xong nha, tí nữa em yêu cầu cái người nào mà gọi đội trưởng đó, người nào mà đập con em đến đây đối chứng lập biên bản ký vào đây. Không phải đọc rõ đâu anh, phải đọc rõ. Đi làm hôm nay đội có bao nhiêu người? Ghi rõ hết vào đây xong rồi lập biên bản ký vào. Mình bên công an là mình được chết trâu. Nhưng mà cầm cái khẩy. Nhưng mà bên công an, anh khẩy công an rồi. Không biết, không biết cầm cái khẩy. Một cái khẩy. Ông đó là vàng sắt hay là em không nhìn được dấu. Tay nào cầm thì có cụt ở trong đây. Nói lên đó như này. Cầm như mặt. Một ngồi đây. Một vào gớm. Đó là đây. Đây. Đánh cù nhanh đâu? Đánh cù nhanh đâu? Các bạn hãy subscribe.
subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.